ăn rồi quả nè. Đấy con gái ngồi xuống, con gái ngồi xuống. Uống đi ông này ăn lấy nhỉ. Rồi từ từ vâng. Con gái ngồi xuống, con gái ngồi xuống. Vô nè, vô vui vẻ nè. Vui vẻ vô nè. Gấp đi. Đồng chí nhà này không chịu gấp ư? Gấp bốn cái coi. Gấp đi ăn chưa? Đấy, bỏ lên miệng cái coi. Đấy, mai nương gấp cho chị này cái coi. Rồi cảm ơn đi, chia sẻ đi. Cảm ơn đi, chia sẻ đi. Gấp gấp cho cô thì như nào đây? Rồi đấy. Đấy chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Em làm phô nhảy à? Báo cáo anh dùng em làm phô nhảy. Chui cái gì đâu, không biết đường. À, nấm không biết đường luôn. Mình tưởng là chỉ có mình không biết đường. Không. Dạ, xin phép anh nhà em làm phô nhảy. Em chạy. Đúng rồi. Thôi được rồi, bỏ. Nên nó biết mình đây là. Em ơi, cho lên mà. Cho thêm một cả đá. Vừa xong mới gọi có 10 thôi nhá. Đúng rồi, có 10 thôi. Bây giờ phải cho thêm 10 gói nữa. 10 gói nữa? Ờ, vâng. Nhá, là 20 nhá, không chung nữa được. 20. Chà, trường trường mới tiến anh nói gì tình cảm ấy, tao ghi vào đây hết chán. Đã quá. Đấy. Ăn tiếp anh coi mà. Yeah. Rồi, ok. Đó. Không có giờ đâu. Miếng à. Ho quá, ho quá. Ho quá. Hôi còn quá. Phê bình nhiều quá. Em là xin gia đình ra. Dạ.